xếp cái ngành mà tay đi.
Cháu thì cũng có gặp ở bên dõi nhà mấy lần rồi, có giới thiệu ở nhà bên Tùng mấy lần, chẳng chung bên cháu bên nhau rồi đại học. Dạ. Rồi nó mới 4 năm đại học rồi. Dạ. Bởi vì cũng phải chờ anh chị làm trước rồi em làm sau cho nó phải đạo. Mới bây giờ là nó 6 rồi. Mà vậy là mình cũng qua năm. Qua năm nay. Dạ. Lúc mà bạn như hai con thì qua năm rồi. Dạ dạ. Thì qua năm rồi. Qua năm cũng là qua năm cũng là sao. Một năm. Ông mà có cứ gả 100 năm đâu sao đó. Dạ đúng rồi, cứ gả trong năm không sao. Hai người con gái cái này anh hai được, anh em đó là chị dâu. Tháng sau thì tôi đi đám cưới người bạn, mà một năm mà người bạn tôi cưới cứ vợ trong có một tháng một con gà cái nhà này không rước mà phải không? Dạ không rước không sao đúng không, là gà đúng không? Dạ dạ. Bây giờ ta cũng hạn chế cũng nhiều lo lắm. Cứ đúng ngày hái đẹp. Nhà anh chị ở Biên Hòa. Biên Hòa. Dạ dạ. Ở ngay chợ Biên Hòa đúng không? Ngày xưa thì nói trước nhà Tùng thì giờ á giống như là nhà thờ của gia đình á, nhà gốc á, thì trước đây á là chúng tôi cũng thành hôn ở đó, thành tại nhà đó. Rồi sau này là tới người dì, rồi bây giờ sau này tới người anh, rồi là tới ba của Tùng là toàn bộ là tất cả là người từ cái nhà đó mà đi ra, nhà gần giống như vậy. Sau này thì ba của Tùng thì mất sớm, để lại cho các Tùng giữ lại gốc đó. Còn gia đình thì mỗi người lớn lên thì trẻ ra đi. Tôi ở Biên Hòa nên là tôi rước bà xã về Biên Hòa, có người con thì cũng ở thành phố ở dưới Bình này. Ở chợ nó thuộc phường Quang Vinh hay phường gì? Dạ phường Hòa Bình. Vậy là anh cũng đang đi Hòa ấy chứ. Dạ. Dạ có dịp mà anh đi Biên Hòa thì chẳng mời anh ghé có gia đình mấy chị cũng đang phường Quang Vinh học. À phường Quang Vinh. Nói gì? Phường Hòa Bình á. Phường Hòa Bình. Dạ dạ. Nói chung đó là bây giờ thì cũng gói ghém một tí xíu. Dạ. Trước đây khi con cái nó còn hơi nhỏ thì mình cũng cố gắng mình vươn. Dạ. Còn sau này bây giờ nó ổn định tí rồi đó, mình gom lại cho nó có cái thời gian đi giao lưu rồi đại khái là tìm lại bà con xưa xưa. Có những khi mình cũng lo làm ăn quá cái rồi phản đi thì những khi không biết nhau nhiều, bây giờ có thời gian cũng được đỡ hơn nhiều nè, sống với con rồi trẻ con lớn rồi cũng không kết lại mà chị dây mai chơi đồng ý với chị. Dạ mời mà dạ. Cháu với em không có chị quá hả? Tùng tự giới thiệu đi Tùng. Dạ hả? Tùng giới thiệu cho Tùng là dài lớn lắm, cháu năm 60 tuổi rồi hả? Dạ. 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 Ba Tùng là thứ tư. Mấy này là con là thứ hai. Hai. Dạ vợ tôi thứ 8. Còn có anh 6. 6, 7 là bên Canada. Bạn chị Úc bên Canada. Ơi ở nhà bên đó cứ tự nhiên đi nha. Ở bên này tự nhiên à. Dạ cháu mời bà. Mời bà. Dạ được. Thank you.
Dạ, 24 tuổi. Để chồng.
tám nay. Dạ 58. Chỉnh lễ với ông bà.
Dạ đó. Dạ thì thôi vậy thì nói cho mình mấy dạ mình hãy lấy hai cái dĩa cho mẹ. Lấy dĩa cho khi nhỏ nhỏ. Lấy hai dĩa cho con. Bà có đường câu không bà? Có nhà chồng không? Ông ngày xưa có nhiều bà vẫn giữ cái và vẫn cứ nhà chồng bọn bè bọn bè. Dì An có làm cái
xe lửa không? Dạ đó. Xe lửa Dĩ An á. Xe lửa Dĩ An. À dạ hả? Tại vì tôi cũng có một người bà con á là cũng làm ở ga xe lửa Dĩ An. Dạ. Ông kỹ sư. Dạ. Thì mình chắc cũng về luôn rồi. Giờ ông vẫn là ở cái nhà tập thể của cái khu Dĩ An. Ở Dĩ An bây giờ nó có cái ga xe lửa thì nó bỏ được không? Còn tức là bây giờ cái chỗ của ổng là có ga có cái tàu xe lửa mà nó để cái đầu mà tôi chạy qua tôi thấy còn cái xe lửa giống như là kỷ niệm vậy đó, còn cái biểu tượng vậy đó. Vẫn còn tại Dĩ An. Gọn lại tí gọn. Nào tôi sản xuất đại ca. Nhà máy đi xuống tổng đôi với mình hai cái cây ở bên đó thì đất đai bên nó thì đất cắt cắn gì đất trắng nó mới đất đất thịt ở miền đông á thì là đất đỏ ban ra đất thịt còn ở bên nó thì đất cát ở bên tỉnh anh ở thành phố mà xem cái gì dữ ha đây còn cũng đi vòng vòng dữ lắm. Tại ngày xưa tha phương cầu thực vậy. Còn đi, bởi hồi ta hỏi chứ tôi sao không Biên Hòa, sao đến nhà Sài Gòn vậy nhé. Tôi ở Biên Hòa, sao đến nhà Sài Gòn. Hồi xưa ta cũng có biệt tự, tiện lắm. Từ mỗi năm nữa, tôi đi lên xuyên bóng. Long Hải mà, ô, bây giờ tôi đi suốt rồi. Trước cái hòn thà sau bảy, tôi chạy chạy. Lột dên rồi. Nói chung là mỗi người làm cái nghề nó lừa người mình, khi mình muốn lừa cái nghề nó cũng không lừa. Tôi thực ra đi ra làm không nghĩ là mình đi kinh doanh đâu, không nghĩ mua bán đâu, mà nghĩ đi làm. Nhưng sau cái thời buồn mình thấy đi làm hơi khó, như kiểu như là nó chưa phù hợp với cái suy nghĩ của mình nhiều, cái cách kiểu như là gọi là cư xử một người người. Không nói gì để nghe, không nghe, không chịu, còn mình lại không chịu, nói sai đấy, nói sai, thế là tôi không làm, con gà nó tập nhảy, cút cái con gà đó, không đâu rõ ràng chứ cũng không, con cút con gà nó chịu. Bước đường cùng cái công quan mà nó dồn nhỏ đến bức tường là không còn con đường chạy nữa, nếu mà chạy nữa là đường bức tường là xong luôn á. Tôi đang đạp ra cái đạp ra được thì nó mới có cái điều kiện bước lên cũng còn cái công hạn này à. Chứ còn mình nghĩ mà làm là lên lên dữ lắm, chứ không phải thì hai trăm hai tiếng thì anh thấy ví dụ như một hai vậy thôi giàu bò, nhưng mà để lại cái gì cái tiếng anh đâu cũng mua lấy đồng tiền anh thỏa lòng được, cái tiếng còn để lại ngàn đời luôn thành ra đó. Đó giờ mình thấy rõ ràng cái lịch sử là hiện giờ bao nhiêu người chứng minh ở như thành phố này mình cũng có những cái ông xa cơ ngã ngựa khi nó xảy ra cái đó đau đầu luôn. Nguyên gia đình giàu có thấy khi mình ra đường đời mình ta cũng coi thôi mình vui với nhau, mình sống với nhau là hôm nay mình thấy thoải mái. Tôi cũng nói con người chắc nói chung mình nói chẳng có gì để lại cho con hơn là chăm sóc và trước mắt là như là tổng tiền tài của phải chất ở ngoài thì luôn có nhiều rồi tự nhiên tiền tài chưa có điều bây giờ mình cân nhắc thì cũng có hai cái lựa chọn, nhưng mà tôi cũng cố gắng làm sao để có đức và đi chọn những
Dạ thôi thì cũng xin phép bên cả là hôm nay và hôm qua đó thì cũng đến nãy giờ thì cũng xin phép mời bên bạn và anh chị cơm rửa mặt mình nói trước, mình nói người ta rồi thì mình ra mình kêu là được rồi. Sửa sớm nhà hàng có. À, lại có chuyện nữa. Đâu có thân con gọi lên. Rồi gọi điện thoại đi coi chứ không mấy lần. Mình ra đó mình ngồi mình nói chuyện cũng được mà có thời gian á mình ngồi nói chuyện. Dạ cái này thì tùy gia đình cái này chắc cũng không cần ấy đâu tại vì đến cái bữa kia kìa thì mình phải trả quả rồi. Đây chỉ có cho bà con mấy số người biết là ta biết là con dạ thì để luôn đi là cái này đám cưới rồi mình mới lại mở ra cái này mẹ cùng đặt cho bao nhiêu thông báo rồi đấy bây giờ mình đi bộ lăng tăng qua bên 1D9 đi hả?